Dạ, kênh Hoa Sứ Nguyễn Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp ánh dương duyên nha. Đó, ánh dương cụ hình ha. Hai cây này con xin giao lưu với giá là 300.000. Đó, ánh dương nè, bông cánh đơn màu đỏ ha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây đang cho mụn nha. Cụ hình rất đẹp luôn, uốn lượn rất đẹp ha. Cụ hình đây nó có bông như thế này, nhìn dễ thương quá à. Đó. Cặp này thì hiện tại đang nằm trong chậu C12 với cô chú anh chị mình. Đó, đang nằm trong chậu C12. Đang dời qua đây là quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Đó cũng là số Zalo nha cô chú anh chị mình. Đó, đó cũng là số Zalo của con. Đó. Cặp này chỉ 300.000 thôi, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ nha.